Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi Lệ Làng Khổ Ải, tác giả Trần Thu Huyền, tập số 3. Thấm thoát cắm về nhà chồng cũng được một thời gian rồi. Mỗi sáng cô vẫn dậy sớm làm việc nhà cho gọn gàng, rồi gánh sạc ra chỗ bụi tre giúp cho ba mẹ. Ông bà Quế và Lân chồng cô cũng không gây khó dễ gì. Chỉ có điều sau khi lấy chồng, Gắm không còn tự do gặp đám cái mây cái lụa như trước nữa. Cô biết Lân có tính ghen tuông, nên ra hợp tác xã làm xong là cô về ngay. Có ai gọi mua thúng với mẹt, Gắm lại phụ giúp Lân bán đồ. Phận phụ nữ chỉ cần yên bình như vậy. Trong lòng Gắm bây giờ cũng có cái nhìn thay đổi với Lân. Anh chịu khó, việc gì cũng biết làm, và tình yêu dành cho cô rất rất nhiều. Cũng vì thế mà Gắm dần chôn chặt hình bóng của Quỳnh và mở lòng mình dần ra. Và rồi cô yêu Lân lúc nào không hay. Vòng xoay cứ xoay vòng như thế. Gắm có được cuộc sống được gọi là hạnh phúc mà nhiều cô gái trong làng mơ tới. Hôm nay việc nhà cũng đã xong. Lân đi thả chài từ sáng sớm. Gắm lên nhà gặp bà Quế, cô khẽ mở lời. Dạ, xin phép mẹ, cho con về bên nhà ba mẹ một bữa. Bà Quế gật đầu, rồi lấy cái giỏ. Bên trong có vài món đồ, đưa cho cô. Ừ, con qua bển á, mang gói bánh kẹo biếu anh chị hai giùm mẹ nghe. Dạ, lát anh Lân đi về á, mẹ nói lại với anh giùm con. Con qua chút xíu rồi con về liền. Rồi rồi, nó về để mẹ nhắn cho. Mà sao nay mẹ thấy mẹ ốm đi vậy? Giữ sức khỏe mà còn sinh cháu cho ba mẹ nữa chứ. Dạ con biết rồi, thưa mẹ con đi. Gắm xách cái giỏ đi ra đường làng. Lấy chồng gần thích thật, có vài bước chân là về tới nhà rồi. Tới sạp hàng của bà Cảnh, Gắm bày ra bộ dạng làm nũng. Con nhớ ba mẹ với các em quá à. Bà Cảnh đưa trái khế lên miệng cắn một cái rợp, nhai ngon lành mà đáp lại. Ôi, ở gần mà cứ như xa lắm không bằng. Mà bây đã có cái gì chưa? Mẹ lỡ cũng hơn 2 tháng rồi, bây giờ chỉ thích ăn chua thôi. Là con sắp có thêm em phải không mẹ? Bà Cảnh không nói gì, gật gật đầu rồi ăn tiếp trái khế. Lạ thật đó, thấy mấy trái khế chín mọng mà Gắm cũng thèm chảy cả nước miếng. Cô với tay lấy một trái. Lúc này bà Cảnh mới hỏi tới chu kỳ của con gái mình. Gắm lẩm nhẩm tính rồi vội đáp. À, lu bu công việc con cũng quên mất tiêu. Bữa nay tính ra là quá mất 1 tuần rồi đó mẹ. Thế thì có bầu rồi. Về kêu thằng Lân đưa sang nhà cô là thăm khám coi sao. Dạ, để con vô nhà gặp ba đã rồi về. Có kết quả ba mẹ chồng con gửi nhé. Ba bày ống sang kia xong rồi, có tụi em ở nhà thôi. Nhìn bay là biết có bầu rồi đó. Đi đứng cho cẩn thận nha. Dạ con biết rồi mẹ. Mẹ cũng ráng giữ sức khỏe cho em bé trong bụng nha. Như vậy thì mốt sinh ra hai đứa nhỏ sàng sàng tuổi nhau rồi. Gắm đáp rồi quay đi. Cô biết mẹ đang mắc cỡ với mình. Con là của trời cho mà. Dù lớn tuổi nhưng lỡ rồi thì sinh chứ biết làm sao bây giờ. Thằng Tính với thằng Trung thấy có cái kẹo, reo mừng cười hoài thôi. Nán lại chơi với mấy em một lát, Gắm qua nhà nhỏ Mây. Thấy Gắm, Mây hỏi dồn dập. Mà sao mày ngày càng đẹp mơn mởn ra vậy? Ê, đã có gì chưa? Nhà chồng đối tốt không? Gắm xua tay. Trời ơi, mày từ từ để tao thở đi chứ. Hỏi thế sao kịp trả lời. Ba mẹ chồng với anh Lân tốt với tao lắm. Ừ, như vậy tao cũng mừng cho mày. Chỉ tội cho anh Quỳnh. Mong là anh ấy gặp được người khác rồi sẽ quên tao đi. Dạo này mày gặp ảnh sao? Tao quen Thành, cho nên cũng thi thoảng gặp. Bữa nay anh ốm lắm. Nghe mày nói quen với Thành,
cắm tròng mắt ngạc nhiên. Trời đất, Thành là em trai anh Quỳnh á hả? Đúng là trái đất tròn nha. Tao cũng ước được như mày, không có bị ba mẹ hứa hôn. Thôi, mỗi người mỗi cảnh mày ơi. Tao đâu có phước để người ta để ý tới đâu. Chỉ là may mắn gặp được Thành. Ảnh đi làm công nhân á, cũng theo xã hội hóa cho nên suy nghĩ thoáng hơn. Anh Quỳnh nghe nói cũng đi làm công nhân bên hãng tàu rồi. Ừ, rồi cũng sẽ qua đi thôi. Rồi anh cũng sẽ ổn định và sớm lập gia đình nữa. Mày gật đầu. Cô nói, cái đó thì cần thời gian. Cái bộ anh Quỳnh còn nặng tình với mày lắm á. Còn tao với Thành thì đang để dành, vài năm nữa mới tính. Dù gì cũng chúc mừng mày, lấy được người mình yêu thì còn gì bằng. Cảm ơn lời chúc của mày. Ngày đó nhất định là phải có mặt mày đó. Nhất định rồi. Mày là đứa bạn thân nhất của tao mà. Gấm và mày ngoắc tay nhau hẹn tới đám cưới của mày. Cả hai ngồi lại nói chuyện một lát thì bỗng dưng bên ngoài cổng có tiếng của Lân. Mày khó chịu. Nghe như tiếng lão Lân vậy. Mới tới mà đã qua kêu về rồi hả? Không để lão ghen với cả tao sao? Cái con này, mày nghĩ gì lạ vậy? Anh Lân sao không vậy đâu? Nói đoạn, mày bám vào cửa sổ, nói giọng bới ra. Lân vô nhà đi, gắm nó đang trong đây nè. Chỉ chờ có như thế, Lân vội vã đi vô trong. Thấy gắm anh lo lắng nói. Không có thấy em ở nhà, nên hỏi mẹ là anh chạy qua liền đó. Gắm chưa kịp đáp lời thì mày đã lên tiếng. Trời ơi, gắm sang đây chứ có đi đâu đâu mà anh Lân lo dữ vậy. Ừ, thì biết vậy. Mà lo thì anh vẫn cứ lo thôi. Thôi tụi anh về nha. Cảm ơn mày nha. Dứt lời, Lân nắm tay gắm kéo đi. Gắm chỉ kịp với lấy cái giỏ, chào đứa bạn một câu rồi bị lôi đi mất khúc. Hai vợ chồng về tới gian nhà dưới. Lân chạm tay lên bụng cô, rồi khe khẽ nói. Hồi nãy ngoài sạp hàng, mẹ nói với anh rồi. Một xíu nữa hai đứa mình sang nhà cô Lan nha. Anh thương gắm nhiều lắm. Gắm cũng vậy chứ. Dạ, em cũng thương anh Lân mà. Gắm hơi ngập ngừng, nhưng không dám ngước lên nhìn vô mắt Lân. Cô ngã đầu vào vai chồng như khẳng định cho câu trả lời của mình. Gắm cảm nhận được nơi ngực trái của Lân đang đập rất mạnh. Hơi thở của cả hai mỗi lúc dồn dập tìm nhau, và hai người lại hòa quyện vào nhau. Đến đầu giờ chiều, Lân dẫn Gắm qua nhà cô Lạ. Cô Lạ bắt mạch ở tai Gắm rồi cười nói. Mạch đập này là có thai rồi đó. Con về ăn uống giữ sức khỏe nha. Lân cũng quýt hỏi lại. Thật không hả cô? Có thật là cháu sắp có con rồi không? Không lẽ mấy chuyện này cô đi nói giỡn tụi bay sao? Dạ, tại con mừng quá cô ơi. Lân mừng muốn hét lên thật to để cho tất cả mọi người biết được tin này. Còn Gắm thì mỉm cười hạnh phúc, vì cô biết có một sinh linh nhỏ bé đang dần lớn lên trong cơ thể của mình. Thời gian trôi qua nhanh quá. Bụng bầu to lên nên Gắm không làm ở hợp tác xã nữa, mà ở nhà phụ giúp Lân bán thúng với mẹ. Bà Cảnh cũng nghỉ bán sạp hàng để chuẩn bị cho ngày đi sinh. Cái bữa bà Cảnh chuyển dạ, Gắm bụng vượt mặt còn xách theo giỏ đồ đi theo. Ông Cảnh vui lắm khi lỡ mà ra thêm cô con gái. Vậy là sau này già đi có đứa nhổ tóc sâu cho rồi. Ông đặt tên cho nó là Thư. Đi làm thì không nói, còn ở nhà thì ông cứ ẩm hoài. Còn Gắm, xong việc ở nhà chồng là cô chạy sang phụ cơm nước cho mẹ. Bụng to là như thế, nhưng cô đi đi lại lại khỏe khoắn lắm. Bà Quế nói ngày xưa khi có bầu Lân, bà cũng khỏe như thế, nên chắc chắn Gắm sẽ sinh cháu trai cho nhà họ Phùng. Một hôm đang cho heo ăn, Gắm chợt thấy lâm râm đau bụng. Lân lập tức đánh xe bò đưa vợ sang cô Là. Ông bà Quế cũng gấp gáp chạy theo sau. Tuy không có cơn đau dồn dập, nhưng đến nơi thì Gắm đã sinh rồi. Cô Là tươi cười đưa đứa bé cho Lân. Mai là kịp tới đó, chứ chút nữa là rơi ngoài xe bò luôn rồi. Là con trai, chúc mừng gia đình. Ông bà Quế mừng như bắt được vàng,
tiến tới gần, vạch cái khăn ra coi mặt đứa nhỏ rồi xích xoa. Ôi chú cha ơi, cháu đích tôn của dòng họ đây rồi, giống thằng Lân ngày nhỏ quá. Nội gọi con là cô Linh nha. Ai nấy cũng đều vui mừng, Gấm thật sự thấy hạnh phúc khi được gả cho Lân. Đám con gái ở làng còn ganh tị với cô vì có người chồng hết mực yêu thương. Ba mẹ chồng lại đối rất tốt nữa. Cô cũng tự hỏi có phải là mình đã may mắn hay không. Đến lúc cô Linh lên 1 tuổi, Gắm đi làm lại bên hợp tác xã. Mỗi ngày cô chạy qua ba mẹ để gửi thằng bé. Có dì Thư trạc tuổi chơi cùng nên cô Linh ngoan lắm. Bà Cảnh thì nghỉ bán sạp hàng ở nhà chăm con rồi, rồi còn phụ thêm làm trống. Mỗi lần ông Cảnh đi đám hiếu về lại đưa cho bà tiền hộ. Cuộc sống sẽ mãi an bình như thế nếu như không có một vài chuyện sau đó xảy ra. Do mới gặt thửa ruộng ở hợp tác xã cho nên bữa nay Gắm nghỉ ở nhà. Cô đang lây hoay cột lại cái nẹp buộc thì chợt nghe có tiếng gọi từ ngoài cổng. Bà Quế ơi, cho tụi con mua cái thúng với. Bà Quế trong nhà nói vọng ra. Gắm à, ra xem ai mua thúng thì bán đi con, mẹ đừng dở tay trong này. Gắm đi ra ngoài dở mấy cái thúng đưa xuống. Đám thanh niên tới mua thúng chắc không phải là người làng sổi, bởi cô nhìn thấy lạ lắm. Đột nhiên một anh đi tới, cầm cái thúng lên và lớn tiếng. Chà, em bán thúng xinh quá chú mày ơi, tối đi rạp hát với anh nha. Gắm không nói gì, cô đang lúi cúi xếp lại mớ thúng vừa mới dỡ xuống. Đúng lúc bà Quế đi ra, anh ta liền hỏi. Bà Quế à, con gái của bà đây hả? Đẹp quá trời đẹp luôn. Bà gả cho con đi, rồi con nói bà mẹ mang trậu sang liền. Bà Quế nghe rồi cũng cười giỡn mà đáp. Con gái của tao đó, trầu hỏi cao lắm mà, mấy đứa chịu nổi không? Trời ơi, cao cỡ nào cũng rắn, đẹp quá trời đẹp ơi. Vậy tối nay con qua chơi liền nha. Mấy anh đi cùng cũng ôm miệng cười hùa theo. Mà giỡn thế có khi người ta chạy mất dép đó. Thôi mua rồi thì về đi kéo trái bây giờ. Bà Quế lại chỗ treo thúng, dỡ thêm mớ thúng nữa xuống, rồi nói. Giỡn với tụi bay chút thôi, em nó là vợ thằng Lân con trai của tao đó. Rồi bây giờ lấy mấy cái thúng đây. Ủa, ở vợ anh Lân hả bà? Nhưng mà làm sao được đây trời, con trót yêu thầm cổ rồi. Anh ta nói dứt lời, cả đám cười phá lên. Mà không hay biết Lân đã đứng sát bên từ bao giờ. Mặt hầm hầm, Lân hất giọng. Tụi mày nói lại tao nghe coi, ai trót yêu thầm cổ? Lân không kiềm chế nổi để chờ câu trả lời, lao tới túm cổ áo anh chàng kia, giật thật mạnh xuống, khiến cho cái nút áo bung ra rớt vô trong thúng. Lân hung dữ xé áo rồi đấm vô mặt anh chàng, khiến cho bà Quế hốt hoảng la lên. Lân vẫn không để tâm tới mà trừng mắt hỏi. Mày nói lại tao nghe coi, là ai trót yêu thầm cổ? Anh thanh niên bị đánh không kịp mở miệng luôn. Bà Quế từ phía đằng sau dằn tay Lân ra. Mày làm sao vậy Lân, dừng lại đi. Tụi nó mua thúng đùa giỡn một chút thì có chết ai đâu. Bà Quế dứt lời thì đám người đi cùng anh chàng kia cũng nói. Anh vô lý đánh người rồi nha, chúng tôi gọi dân quân đó, còn không mau xin lỗi đi. Mặt Lân hầm hầm đỏ hơn cả trái gất. Anh ta buông tay nắm cổ áo người kia, rồi chạy tới chỗ cái bó tre còn đang vót dở, vơ lấy con dao đưa lên mà quát. Đứa nào dám kêu tao xin lỗi, chúng mày tới tán tỉnh vợ tao mà còn mày đặt trò vợ nạt sao? Có bà Quế làm chứng nè, mọi người vui giỡn mà mày làm gì như trái nhà tới nơi vậy? Thích giỡn thì ra chỗ khác, tránh vợ tao ra. Anh chàng bị đánh đau lao vệt máu trên khóe miệng, rồi quay qua nói với đám bạn. Ôi, về thôi chúng mày ơi, cái thằng Lân này ghen ghê quá. Bà Quế nhìn Lân vẫn lăm lăm con dao mà sợ hãi nói. Mày bị khùng rồi hả Lân, bỏ con dao xuống cho mẹ coi. Chuyện có cái gì to tát đâu mà cứ làm lớn lên như vậy.
Trời ơi ông Quế, ông ra mà coi thằng con ông nè. Rồi bà đưa mấy cái thúng cho đám thanh niên. Cho bà xin lỗi, mấy đứa mang về đi, bữa khác đưa tiền cũng được. Có khổ thật không chứ? Một anh trong đám thanh niên đó gật đầu, rồi quay sang Lân. Ê bà Quế, cho nên tụi tao bỏ qua cái vụ này. Ghen tuông vô cớ mà đánh người khác, rồi có ngày dân quân tới mà cô cổ vô nhà đá ngồi nghe mày. Chúng mày đang hù ai vậy? Lân hầm hầm chém con dao vào chỗ cái thúng mẹt. Nhìn lũ con trai bước đi, tức mà không làm gì được. Anh ta liền nhìn qua gấm, nghiến răng kẹt kẹt nói: Thấy tụi nó lại mà còn tươi cười nữa, tự bây giờ không có bán chắc gì nữa hết. Biết tính của Lân dễ nổi cáo nên gắm không nói gì. Từ nhà trên, ông Quế đi ra từ tốn nói: Nãy giờ bà thấy hết rồi đó, Lân làm như vậy không có được đâu con. Người ta tới mua mà, mày làm thế thì sau này còn buôn bán cái gì cho ai được nữa. Con không muốn ai trò chuyện với gắm hết. Đã nói như vậy rồi còn không chịu hiểu, sao mày có cái suy nghĩ lệch lạc như vậy? Lân không trả lời ông Quế mà kéo gắm đi vào trong. Đến gần cây chanh, anh nói cô đứng đó chờ, rồi chạy đi lấy miếng gỗ cài đóng cái ô cửa của quán lại. Chân đá thúng đụng nia vẫn còn hậm hực lắm. Lân gắt giọng nói: Từ nay đó, em không có được ra ngoài này bán hàng nữa. Còn để lặp lại thì chớ có trách anh. Ông Quế khó chịu khi nghe Lân nói vậy. Ông nghiêm mặt: Cái thằng này, có nghe bà nói nãy giờ hay không? Chuyện chẳng có cái gì hết mà cứ ầm ĩ lên vậy. Bà không có nói gì, tụi nó đến tận đây tán tỉnh vợ con, tới mùa thúng chỉ là cái cớ thôi. Bà vô nghỉ đi, con đi xuống nhà dưới. Lân kéo tay gắm đi, cô run run mà bước theo. Chợt quay lại thì thấy ông Quế vẫn còn đứng đó mà lắc đầu. Vào đến phòng riêng, mở cửa ra là Lân liền hỏi: Gắm đã nói gì khiến cho tụi nó trót yêu thầm vậy? Em không có nói gì hết á. Khi mẹ kêu ra bán thúng, em mới dở dây buộc thì anh về tới á. Em đừng có xạo. Đã có chồng thì nên chỉ biết chồng và gia đình chồng thôi, không có được nói chuyện với trai lạ. Trời đất ơi, em không có nói xạo mà. Gắm đáp lời mà cảm giác như nghẹt thở, vì sợ cái tính ghen tuông mù quáng của Lân sẽ bùng lên bất cứ lúc nào. Cô bước tới uống miếng nước rồi tính đi ra ngoài, thì đột nhiên Lân ở sát bên giữ lại: Khi nãy tay nào cầm thúng đưa cho tụi nó? Em chỉ mới gỡ dây buộc thôi, em chưa có đưa cái thúng nào mà. Còn chấm nói xạo ha. Từ bây giờ trở đi, không được phép tiếp xúc với đám đàn ông. Tôi mà thấy là chết chứ tôi. Lân như muốn nổi điên, cầm lấy tay gắm mà giằng xéo. Anh ta hung dữ nhìn cô chằm chằm như dò xét. Không phủ nhận rằng Lân yêu thương vợ, nhưng mới có như thế này mà anh ta đã trở nên như thế. Rồi thì ngày tháng sau này gắm sống sao nổi đây. Cô bật khóc, cô co người ngồi xuống, và rồi cả hai cùng im lặng. Một hồi Lân kẻ cất giọng rất là ân cần: Anh xin lỗi vì đã lỡ lời. Cũng vì quá yêu gắm nên mới có hành động như vậy. Đừng có giận anh nghe. Là anh Lân không tin em đúng không? Anh tin mà. Nhưng mà chẳng hiểu tại sao mỗi khi thấy gắm gặp gỡ ai là anh không có chịu được. Lân nói rồi chạm lên mái tóc cô. Hơi thở nóng bừng cùng với nụ hôn mãnh liệt không muốn rời. Nụ hôn này sao gắm lại thấy có cái vị mặn chát. Bữa nay ở nhà có đám giỗ. Từ tờ mờ sáng, gắm đã tất bật chuẩn bị những mâm cỗ. Ông bà Quế mời bà con dòng họ, Lân mời mấy người bạn thân và có cả ba mẹ của gắm qua nữa. Bữa tối còn lại mâm cơm nên Lân và người bạn thân tên Thái ngồi bên nhau cùng nâng ly vui cười, ôm lại chuyện trước kia. Đôi bên xui gia có dịp gặp gỡ thì mừng lắm. Họ ngồi trên cái phản gụ cũng không muốn dừng cuộc trò chuyện
về những kỷ niệm khi hai gia đình còn đính ước. Cùng lúc này ở bên ngoài, trên khóm lá xum xuê của cây ổi, chợt lồ lộ ra những khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt thô lố như muốn rớt con người ra mà nói giọng qua lại: "Hay là tụi mình hù dọa rồi kéo cô ta đi luôn cho lẹ." "Không được, làm vậy không đủ sức mà gồng tội đâu. Bề trên giao phó sao thì cứ thế mà làm đi. Nhưng khiến cho họ hủy hoại nhau, chẳng phải chúng ta cũng tổn thương sức lực sao? Đúng là khó hiểu thật đó. Cái lúc gặp quan thì không chịu hỏi, bây giờ ta đếm tới ba là bắt đầu nghe. Rồi rồi, nhất định ta sẽ gặp ông để hỏi." Gấm pha bình trà nóng mang lên cho ba mẹ chồng, rồi cô tới ngồi kế bên Lân. Tục lệ của làng là vợ sẽ bới cơm cho chồng và khách mỗi khi nhà có đám. Uống cạn ly rượu, Thái đưa cho Gấm cái chén rồi nói: "Cho anh thêm chén cơm nha. Gấm càng ngày càng đẹp đó. Đúng là gái một con trong một con mắt." Gấm cười cười: "Cảm ơn anh Thái đã có lời khen. Trước anh với đám thằng hến canh chừng ở chỗ bụi dâm bụt nhà em hoài à. Mới đó mà lẹ quá." "Ủa, thiệt hả anh? Mà tụi anh canh chừng dĩa bụi cây đó làm gì vậy?" Thái không vội trả lời. Anh ta quay qua vỗ vài lần: "Công nhận á, vợ mày đẹp quá Lân ơi. Gấm đang hỏi ngày xưa tụi mình canh chừng ở cái bụi dâm bột hồi đầu nhà cổ để làm cái gì kìa. Mày trả lời giùm tao đi." Lân nhăn mặt, anh ta đẩy mạnh chén cơm xuống mà khó chịu nói: "Mày có thôi đi hay không? Định tán tỉnh cả vợ tao sao?" Chắc do có men rượu cho nên Thái cũng thẳng thừng trả lời: "Đẹp thì tao nói đẹp, Gấm đẹp thật mà. Ước mơ của bao trai làng này đứng mày." Lân giận dữ hất cả mâm cơm đi, khiến cho chén dĩa bể kêu lên choang choang. Anh ta nói lớn: "Mày khen ai đẹp? Rồi đứa nào dám mơ tới vợ tao? Mày nói coi." Ở trên phản cụ, ông Quế hắn giọng nói: "Anh Lân có nể mặt bà mẹ hay không? Còn có cả ông bà xui già ở đây. Cảm ơn, mau dọn mảnh vỡ đi, không kẻo con trẻ đi đập trúng bây giờ đó con." Ông bà Cảnh ở kế bên thở dài, nhìn con gái im lặng nhặt những mảnh vỡ. Gấm sau khi thu dọn xong, cô níu tay Lân rồi khẽ nói: "Bữa nay anh uống nhiều rồi, để em đưa anh xuống nhà nghỉ ngơi nha." "Uống tôi xuống nghỉ, để trên này dễ nói chuyện với nó có đúng không? Nghe trai nó khen là cô thích trong bụng lắm, đỏ cả mặt lên nữa mà." Em không có ý như vậy." Lân bực bội hất tay Gấm ra khỏi người mình. Anh ta lao tới chỗ Thái mà lớn tiếng: "Tao cấm mày khen vợ tao, tốt nhất là không có chuyện trò gì hết." "Này Lân à, mày bị sao vậy? Gấm đẹp thì tao khen đẹp, cái làng này ai cũng thấy chứ chẳng phải riêng tao. Không lẽ mày đang ghen với cả thằng bạn này sao? Mày nói cái gì?" Lân bất ngờ lao tới đấm mạnh một cái, khiến cho Thái té dúi dụi xuống đất. Khuôn mặt bị trầy đau rát, dường như làm cho anh ta tỉnh cả men rượu. Thái cau mày đứng lên lắc đầu: "Đúng là cái thằng bạn tội. Ngày xưa là tao giúp mày cấm không cho trai làng tán tỉnh Gấm, ngồi trong bụi trạm bị mũi chích tới nỗi ghẻ ngứa. Để bây giờ mày đối xử với tao như thế này đây, đúng là khốn nạn mà." Hốt hoảng khi thấy mặt của Thái bị trầy xước, Gấm vội vã nói đỡ cho chồng: "Anh Thái à, anh đừng có giận, chắc do anh có men rượu cho nên..." "Đến nước này vẫn không nổi nữa đâu Gấm, anh cắt đứt tình bạn cho nó. Cứ với cái tánh này rồi em cũng sẽ khổ thôi." Lần nghe những lời đó thì càng thêm nổi điên, vì cho rằng Thái đang quan tâm tới vợ mình. Anh ta giật tay Gấm kéo lại, rồi đá cái nồi cơm văng ra tới tận ngoài hiên nhà. Bà Quế hiểu tính con trai, liền đi tới vỗ vai Thái: "Nó đang xỉn, mày đừng có chấp nó. Cũng vì yêu con Gấm quá đó nên nó mới thành ra như vậy. Ôi, con với cái tao cũng khổ lắm, con lớn mà không có khôn." Anh Thái bực mình,
ôm cái mặt trầy trụa ra về mà không nói thêm gì nữa. Ông bà Hai Cảnh cũng xin phép về ngay sau đó. Ông Quế nuốt nhục với Xui Gia vô bụng nên cứ mãi cúi đầu xin lỗi mà thôi, chẳng biết làm gì khác. Khi tất cả đã về hết, ông bà Quế chẳng buồn nói lấy một lời. Còn Lân thì tức giận đi xuống nhà dưới để kệ thằng cu Linh ngủ với ông bà nội. Anh ta vô trong nằm, cứ nghĩ đến cảnh gắm nói cười với Thái mà không sao chợp mắt được. Gắm dọn đóng chén dĩa rồi dọn lại cái nhà tới khuya mới xong. Tới khi vô phòng, cô thật khẽ mở cánh cửa ra. Lân vẫn chưa ngủ, anh ngồi lù lù ở giường khiến cho Gắm phải giật bắn mình. Trời ơi, anh Lân chưa ngủ sao? Khuya rồi đó. Tôi còn đợi Gắm. Lân đổi giọng là Gắm biết anh vẫn còn bực bội chuyện của Thái. Cô chui vô bỏ mụn rồi nằm xuống. Lân cũng nằm xuống theo. Người anh toàn là mùi rượu. Gắm có yêu tôi hay không? Em là con dâu của ba mẹ rồi, là vợ của anh. Anh còn nghi ngờ gì sao? Nhưng Gắm chưa khi nào nói lời yêu tôi thật lòng cả. Gắm xoay người nhìn Lân. Cô khẽ đáp. Mình là vợ chồng, có cả con với nhau rồi. Anh Lân còn không thấy điều đó sao? Gắm dứt lời, Lân liền nằm sát lại. Anh ôm ghì lấy cô tính tháo dây áo yếm, nhưng Gắm vội từ chối. Bữa nay em thấy mệt lắm. Mệt sao? Mệt hay là để dành cho thằng nào? Gắm là của tôi, của tôi đó. Gắm nói đi, Gắm có yêu tôi thật lòng hay không? Lân rít lên. Anh ta giật bung dây áo yếm rồi mạnh bạo chiếm lấy. Gắm chỉ biết nằm im, âm thầm bật khóc. Buổi sớm, Gắm mang con sang gửi bên bà Cảnh rồi ra hợp tác xã. Đưa cô Linh cho mẹ, ngó quanh nhà không thấy nhỏ em Út đâu. Cô vội hỏi. Ủa, nhỏ Thư đâu hả mẹ? Chị Na ẩm cô anh bảnh rồi, con nhỏ theo chị lắm. Gắm gật đầu rồi ngồi xuống cái chõng tre, ngã lưng vào vách, nghĩ tới tính ghen tuông của Lân mà ái ngại vô cùng. Làm ở hợp tác xã có rất nhiều người, không lẽ cô không được nói chuyện gặp gỡ bất kỳ ai hay sao? Có cái gì mà trông bay như người mất hồn vậy? Có trà mới nấu đó, uống đi cho nóng. Tiếng của bà Cảnh cất lên, làm cho Gắm thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình. Cô vội đỡ lấy ly nước rồi đáp lời. Cuộc sống với anh Lân con mệt quá mẹ. Anh luôn ghen tuông vô cớ. Lấy chồng thì phải theo chồng, nó yêu cho nên mới như vậy. Vợ chồng hiểu tính nhau thì chính bỏ làm 10 con à. Nhưng mà mọi thứ cũng nên có giới hạn, chứ con thấy ngột ngạt quá. Còn thể diện nào mà gặp người ta? Làm cái gì cũng phải dè chừng, cái như này sao con chịu nổi. Thôi mẹ, coi cô Linh giùm con đi, con ra hợp tác xã chút. Gắm nói xong thì đội nón lá bước đi. Cô không biết ở phía sau lưng, bà Cảnh đang khóc vì thương cho con gái. Những gì đang diễn ra có phải là dự báo cho điều sắp tới hay không? Giờ đây, bà Cảnh mong gặp lại ông chú ở quán nước hôm nào. Nếu có cách gì đó giúp Gắm vượt qua được tuổi 30, nhất định bà sẽ cố gắng làm cho bằng được. Vào vụ mùa, lúa trổ bông vàng ống. Xong công việc ngoài hợp tác xã là trở về, Gắm vội vã lo làm ruộng nhà. Biết tính của Lân cho nên cô cũng hạn chế ở chốn đông người. Ông bà Quế có hơn 2 sào ruộng gần phía mương nước ngày trước cô thường đi vớt rêu. Bởi chỉ có một mình làm, thời gian còn chẳng dám nghỉ, nói chi là câu chuyện câu trò. Nhưng tính đa nghĩ thường đi cùng với ghen tuông, nên nhiều khi Lân bất chợt tới mà không nói gì hết. Anh ta đứng từ xa dõi theo. Người làng trông thấy rồi cho Gắm hay. Những lúc như vậy cô chỉ cười cười rồi mau chóng rời đi chỗ khác mà thôi,
Bữa nay cũng như mọi ngày, lên trên nhà trên gắm nói với bà Quý: con xin phép mẹ đi cắt lúa, lát anh Lân về có hỏi á thì mẹ nói lại giùm con nha. Ừ, có cơm nếp á, mang đi mà ăn. Vào vụ mùa đông đúc người làng, biết tính chồng rồi cho nên ý tứ mà tránh, chớ để điều gì không hay xảy ra nghe con. Dạ, con xin nhớ lời mẹ dặn. Gắm đáp lời bà Quế rồi vô lấy nắm cơm mang đi. Bỏ cái liềm với mấy cái bao tay bao chân lên xe bò, quẩy đi ra ruộng. Cô không quên đội khăn lên đầu, chỉ để hở hai con mắt. Lúa chín, cánh đồng bát ngát vàng ống như một dải lụa lung linh trong gió. Bóng lưng của mọi người cùng với những tiếng hò nhau vui nhộn. Gắm bật cười, rồi mang theo cái liềm cúi xuống. Bỗng có tiếng nói từ phía sau cất lên: Gắm đi cắt lúa đó hả con? Thằng Lân đâu mà đi có một mình vậy? Gắm nhìn lên, nhận ra người quen thì bèn đáp: Cô Dân ạ, anh có bên sông mua lưới rồi. Mà năm nay được mùa cô ha. Ừ, lúa được mùa, dân mình mới không uổng công. Cô với thằng Thanh cắt ở sát bên nè, có cần cái gì thì nói cô nha. Đông người cắt cho nhanh, còn mang đi tuốt nữa. Người làng cả mà, Lần nó cũng biết cho nên chắc không có chuyện ghen tuông đâu. Con khỏi ngại nha Gắm. Dạ con biết rồi cô. Nay có anh Thanh phụ cô là nhất rồi ha. Nhắc tới con trai, cô Dần lắc đầu. Ơi, nhà có ruộng có đất mà không chịu làm, lại muốn đi làm công nhân, kêu lấy vợ cũng không. Không biết tụi trẻ bây giờ nghĩ cái gì nữa. Thanh là con của cô Dần, ở gần nhà ông bà Cảnh. Ngày chưa gả đi, Gắm cũng ít khi gặp lắm. Nghe rồi để đó chứ cũng không hỏi gì thêm. Gắm trở lại công việc của mình, tay thoăn thoắt lưỡi liềm vừa cắt vừa hát. Lúa đẹp như tuổi 20 của cô vậy. Chớp nhoáng, Gắm đã cắt lúa chất đầy xe bò rồi. Ở ruộng kế bên, cô Dần và Thanh đang đi tới. Gắm hát hay quá ha, nghỉ tay uống miếng nước đã con. Cô Dần cầm chai nước và củ khoai mì đưa cho Thắm. Cũng là vì người làng cho nên Gắm liền dựng thai cắt. Cô bỏ nón lá lên trên đầu, lau vệt mồ hôi rồi nhận lấy. Thanh nhìn chằm chằm nhỏ láng giềng mà trầm trồ: Chà, lâu ngày không gặp, Gắm càng ngày càng đẹp nha. Làm ruộng mà da trắng bóc như con gái thành phố vậy đó. Người đẹp của làng mình trước giờ mà mày. Coi bộ dạng của mày đó, ở gần nhà mà như lần đầu thấy vậy không bằng. Lo đi làm công nhân suốt, có khi cũng quên luôn cả ba mẹ. Gắm ngại ngùng vì lời khen, đôi má cứ ửng hồng lên mãi. Còn Thanh thì cứ gãi đầu vì bị nói trúng tim đen. Lấy mảnh vải mưa đã cũ, cô Dần trải xuống nền ruộng rồi nói: Mình ngồi nghỉ một lát đi, chút nữa xong bên bển cô với Thanh sang cắt phụ con nha. Dạ con còn ít nữa là xong rồi, để cô với anh Thanh phụ, lỡ chồng con thấy chắc con chết quá. Cô với nhà ông bà Cảnh, ông bà Quế có lạ cái gì đâu mà con sợ. Con làm thì cũng phải nghĩ lấy sức chứ. Mà hai đứa ngồi nghỉ đợi cô đi, cô chạy sang ruộng ông Lạc lấy tìm cái liềm mới cho bén. Cả Gắm và Thanh cùng đáp một tiếng dạ. Sự trùng hợp đó khiến cho cả hai bật cười. Thanh mới mở lời trò chuyện: Đúng là ông trời muốn anh với mẹ qua phụ giúp em đó. Thôi để đó đi, lát ba người làm lắng một cái là xong à. Ủa, mà bộ Lân ghen lắm hay sao Gắm? Dạ, cũng tại ảnh thương em á. Gắm bỏ dở câu nói, cô ngồi xuống nắm lấy nắm cơm đưa cho Thanh. Anh Thanh ăn cơm nếp đi, ngon lắm nè. Cảm ơn Gắm. Làng mình... Thanh nói tới đó thì đột nhiên có tiếng của Lân từ phía sau. Gắm giật mình sợ hãi vội quay lại. Giọng Lân đầy giận dữ: Mày làm cái gì vậy Gắm? Ban ngày ban mặt mà mày dám ngồi nói chuyện với trai sao? Gắm run rẩy tái xanh mặt mày. Còn chưa kịp trả lời đã bị Lân lao đến túm tóc tát cho tới tấp. Mày coi thường tao quá rồi đó. Anh Lân à, đau, bỏ em ra, đau em anh Lân. Đau hả? Chỉ có trái tim tao đang đau vì mày nè.
cái đồ lăng loan. Lân giật mạnh tóc làm cho Gấm khóc lớn hơn. Thanh vội can ngăn: Nè nè nè, anh hiểu lầm rồi, chúng ta là láng giềng mà, tôi còn Gấm giùm cái thôi, làm vậy sẽ đau cổ đó, buông ra. Lân hất tay mà gào lên: Mày đang lo lắng cho vợ tao sao? Thấy tận mắt bắt tận tay mà tụi mày còn chối hả? Trời đất ơi, vô vụ mùa người làng gặp nhau rồi hỏi han, mày làm quá lên vậy, không lẽ anh không cho Gấm gặp cả ai sao? Cùng lúc này cô dần chạy lại nhìn Lân túm tóc Gấm, cô vội vã can ngăn: Nè, có chuyện gì vậy mấy đứa? Lân bỏ tay xuống đi con. Thằng Thành tán tỉnh vợ tôi, còn đưa cho nhau cơm nếp tình tứ lắm. Tán tỉnh gì cái thằng này, con cô nó có người yêu làm công nhân mà, hôm nay cô dắt ra đây cắt lúa cùng, vừa mới nghỉ uống miếng nước láng giềng với nhau cả, bỏ tay không đau con Gấm bây giờ. Lân mặc cho cô giận ra sức gỡ tay, anh ta vẫn nắm tóc Gấm mà giật rất mạnh. Gấm ôm mặt khóc nấc lên, mắc cỡ với mọi người mà không biết để đâu cho hết. Lân cầm tóc Gấm kéo cô lôi về, trên đường đi không ngừng chửi rủa. Cơn ghen thịnh nộ đã biến anh ta thành một con người khác quá rồi. Lân đã xưng hô mày tao với Gấm. Trên đường làng, nhiều người nhìn thấy mà không dám vào can. Gấm nghe rõ tiếng bàn tán nhỏ nhỏ: Còn Gấm còn nhạo hai cảnh kìa, biết thế nào cũng có cái ngày này mà. Gấm khóc cạn nước mắt, ba mẹ còn chưa khi nào đánh cô lấy một cái nữa. Về tới nhà, Lân đá rầm cái cửa, tay vẫn giữ tóc Gấm mà lôi đi. Bà Quế nghe thấy tiếng động lớn bèn ngó ra: Nè, có chuyện gì vậy? Con đang dạy cho nó bỏ cái thói hư đống đi. Lân à, bỏ tay ra, mày đánh nó hả? Trời ơi, mặt mũi bầm dập hết như thế này, bỏ tay ra, nói mẹ nghe con có chuyện gì. Lân thả tay đẩy Gấm té ngã xuống, đụng trúng miếng gạch xây chéo ở lối đi, khiến cho bàn tay bị tứa máu ra. Anh ta tức giận mà gầm lên: Mẹ nhìn coi, nó đi gặt lúa mà đánh xe bò ra ngồi tám chuyện với trai, lại còn mời người ta cả cơm nếp nữa mà. Bà Quế quay sang nhìn Gấm: Có phải như vậy không Gấm? Gấm ấm ức đau đớn nức nở nói: Con gặp mẹ con cô giận, cắt đầy xe rồi nghỉ tay một lát. Mẹ con cổ sang rượu mời con nước, thấy có cơm nếp cho nên con mời lại thôi. Lân hầm hập đạp lên chân cô: Mày còn bao biện nữa sao? Cái thằng này, mày học ở đâu ra cái thói đánh vợ vậy? Để đó tao sang hỏi cô giận. Còn chị nữa, đã căng dặn rồi mà bó ngoài tay không nghe hả? Bà Quế liếc một cái thay đổi sắc mặt, trinh trích giọng mà tiếp lời: Gái có chồng rồi thì phải có ý tứ ở chỗ đông người, không phải cứ thấy trai á là mắt sáng vợ không thấy được. Thôi đi vào cõi chuồng lớn đi. Còn thằng Lân, cha kéo xe bò về. Gấm cúi người, cố gắng đứng dậy mà bước đi. Bà Quế nói như vậy là khẳng định nghe theo những gì Lân nói rồi. Cô sao có thể biện minh gì cho mình được đây? Mặt Gấm sưng húp tới nỗi uống miếng nước cũng khó khăn. Băng lại vết thương ở tay rồi ra cõi chuồng lợn. Lúc này cô thấy đau râm râm ở bụng. Ráng dọn cho xong, nhưng cơn đau bụng khiến cho cô khó chịu quá. Bỏ đó, Gấm đi lên nhà trên nói với bà Quế: Con xin phép ra ngoài mua hộp dầu gió mẹ. Đi nhanh rồi về giùm cái. Bà Quế đáp mà không thèm nhìn Gấm. Từ lúc xảy ra chuyện, lại đổi xưng hô kêu cô là chị. Gấm thở dài rồi bước đi. Ra tới cổng thì gặp Lân. Anh ta vội bỏ tay cầm xe bò mà la lên: Cô còn muốn đi tìm nó để chuyện trò nữa sao? Em đi mua hộp dầu gió. Để tôi đi mua. Ra khỏi nhà mà chưa được sự đồng ý là tôi chặt chân đó. Gấm gật đầu rồi quay vô nhà, ngước nhìn bầu trời trong xanh mà trong tâm trí cô bỗng tối sầm lại. Tối đến lo xong cơm nước cho heo ăn rồi, Gấm mới xuống nhà dưới. Phần bụng dưới vẫn đau lâm râm, cô thấy chóng mặt quá. Vết thương ở tai cũng sưng lên, có cảm giác như muốn làm sốt. Lân vẫn ở nhà trên nói chuyện với ông bà Quế nên không nghe thấy tiếng cằn nhằn của anh ta nữa.
cơn đau bụng mỗi lúc dồn dập kéo tới. Gắm ôm bụng lên giường, mồ hôi đổ ra như tắm. Có tiếng mở cửa, đoán là Lân, nhưng Gắm nằm đó không sao dậy được. Lân lại gần, anh ta khẽ lay người vợ. Anh có chuyện muốn nói. Chỉ biết được đến đó rồi Gắm liệm dần đi. Không biết bao lâu như thế trong cơn mơ màng, cô nghe thấy tiếng của ai đó vang lên bên tai. Có dấu hiệu dọa sảy rồi. Mở mắt ra, Gắm đã thấy Lân ở bên cạnh. Anh ta nắm lấy tay cô. Anh xin lỗi, vì quá yêu em cho nên anh có hành động như vậy. Tha lỗi cho anh. Quay mặt đi, Gắm không nói gì. Vừa lúc cô Lạ đi tới. Có thai phải cẩn thận chứ Gắm, sao để mặt mũi bầm dập vậy con? Dạ, con bị té cô à. Con có thai hả cô? Ừ, bị động thai rồi đó. Làm cái gì làm cũng phải nhớ chú ý nha. Dạ, con cảm ơn cô. Gắm đáp lời mà nước mắt cứ thế rơi xuống. Ở phía đối diện, cô Là như đoán ra là có chuyện với khuôn mặt của Gắm, cho nên cũng không hỏi thêm nữa. Đưa cho Gắm viên thuốc, cô nhẹ giọng nói. Con nằm nghỉ một lát rồi về. Mọi thứ cô cũng đã nói với thằng Lân rồi. Dạ. Ở chỗ cô Là không lâu lắm, Lân kéo xe bò đưa Gắm về. Nằm nhìn lên bầu trời tối đen như mực, trái tim của Gắm đau nhói. Lúc này cô chợt nhớ đến Quỳnh, không biết giờ này anh đang làm gì. Lân mở cổng kéo xe bò vô sân. Ông Quế đang ngồi ở phản gụ liền đi ra hỏi. Còn Gắm nó có sao hay không? Lân đỡ vợ xuống rồi đáp. Gắm không sao bà, nhưng mà cổ có thai. Hai đứa ngồi đi, bà nói chuyện chút. Đợi cho Gắm ngồi xuống, coi bộ dạng của cô mà ông Quế thấy đau xót quá. Không thể ngờ rằng con trai của ông là hạng vũ phu đến như thế. Ông lo sợ rằng với tính cách của Lân, về sau này nhiều chuyện như vậy sẽ lại xảy ra. Sau một hồi im lặng, ông Quế mở lời. Bà nghe mẹ bày nói chuyện rồi. Thằng Lân bỏ ngay cái thối đánh vợ đi. Có chuyện gì thì về đóng cửa bảo nhau. Âm ý ở làng, rồi đi đâu người ta cũng bàn tán. Lân cúi gầm xuống mà ấp úng. Dạ, con sẽ sửa đổi. Từ trước tới giờ cái họ Phùng này không có cái thối đó nghe. Sớm mai qua nhà nói chuyện với ông bà Cảnh bên đó. Cả làng người ta đồn ầm lên rồi. Cô Dần là gia đình gương mẫu nhất làng. Mày làm như thế thì còn ra cái thể thống gì? Dạ, chờ Gắm khỏe lại con sẽ qua bệnh. Tao nói ngày mai là ngày mai. Mày cũng biết như thế là không đúng, sao lại còn làm? Mày muốn bà tức chết hả? Ông Quế nhìn sang Gắm. Còn con á, biết tính chồng nó như vậy rồi. Lần sau tránh những việc tương tự xảy ra. Con thu xếp đồ đi, bà cho phép con về bên nhà chơi vài bữa đó. Lân nghe mà giật nảy mình. Anh ta hốt hoảng nói. Con không đồng ý cho con về bển đâu. Có nghĩa là mày nói ba không có quyền quyết định cho con dâu về thăm nhà hay sao? Con không có ý đó. Nhưng mà thôi hai đứa vô nghỉ đi. Mặt mũi như thế kia có khổ hay không chứ? Cho làm sao ăn nói với ông bà xui đây. Bà Quế ngồi ghế kế bên, không để ý tới lời của chồng mà thở dài. Ai, có chồng có con rồi mà không biết thân biết phận, chỉ trai gái là dối. Như vậy nó đánh cũng đáng chứ oan cái nỗi gì. Ông Lân liền nghiêm mặt nói với vợ. Bà nói như vậy là ủng hộ hành động của thằng Lân sao? Tôi nhắc một lần cuối đó, còn lặp lại chuyện này thì hai mẹ con bà chớ có trách tôi. Con mình không binh lại đi bên người ngoài. Bà Quế nói xong đứng dậy đi vô gian buồng.
Lân cũng liền dìu gắm xuống nhà dưới. Anh ta bung mùng cẩn thận. Sau chuyện lúc sáng, Như cảm thấy hối lỗi, Lân ôm cô vào lòng. Gắm còn buồn nên kẻ đẩy tay ra. Tức thì Lân liền giữ chặt hai vai cô mà trợn mắt lên. Muốn ôm thằng khác đúng không? Gắm nhìn thẳng vô mắt Lân, rồi đưa ánh nhìn chỗ khác, chẳng buồn nói gì hết. Lân càng dữ tợn hơn. Cô muốn thằng khác ôm chứ gì? Được rồi, vậy thì hãy giết tôi đi. Giết tôi rồi muốn ôm ai thì ôm. Dứt lời, Lân lật tấm chiếu ở đầu giường, lấy con dao anh ta vẫn luôn để ở đó. Lân đưa con dao vô tay gắm, rồi gào lên. Cô giết đi, giết chết tôi đi. Ở bên ngoài, bà Quế đập cửa rầm rầm. Tụi bay làm cái gì mà đêm hôm la lối, không để cho ai ngủ vậy? Người ta ở với nhau lo làm lo ăn, còn cái nhà này á chỉ thích cho chồng nó ghen. Đúng là ngược đời mà. Cắm trung rẫy đỡ lấy con dao để vào gầm giường. Cô quay sang Lân. Mắt anh ta bây giờ toàn là tia máu. Sợ điều gì đó sẽ xảy ra, cắm vội ôm chầm lấy anh mà khóc nức nở. Chỉ chờ có như thế, Lân cũng ôm lại cô. Anh ta nói trong nước mắt. Anh xin lỗi. Nhiều lúc anh không hiểu nổi bản thân mình nữa. Thật không hiểu sao lại có hành động như vậy. Nhưng mà anh chắc chắn tình yêu dành cho em rất rất là nhiều. Gắm đau nhói nơi lòng ngực. Tình yêu mà Lân dành cho cô là như thế này đây hay sao? Sáng hôm sau, ông Quế đi xuống gian nhà dưới mà cất tiếng gọi. Hai đứa lên cùng ba sang nhà anh chị xui. Gắm nhớ mang theo quần áo để ở lại nha con. Dạ, tụi con ra liền. Lân lên tiếng đáp lời. Anh ta nhìn Gắm, rồi miễn cưỡng kêu cô gói ghém vài thứ. Dù trong lòng không muốn, nhưng Lân chẳng dám cãi lời. Coi lại mớ đồ trên tay Gắm, Lân nói trích trong cổ họng. Qua bển á, rồi biết cách mà vậy. Cô Linh cứ để cho bà nội chăm. Còn tái diễn gặp gỡ trai gái thì không những vậy thôi đâu, mà còn là gấp cả ngàn lần. Gắm im lặng không đáp lại. Con người này sao trở mặt nhanh quá. Mới ăn năn hối lỗi tối qua, mà bây giờ thì sao chứ. Bản tính chẳng thể nào thay đổi được. Cô vội ngăn những giọt nước mắt. Vì ba mẹ và vì các con, cô sẽ cố gắng chịu đựng. Ông Quế tay xách theo cái giỏ, bên trong là bao nhiêu thứ, đi ra đường làng. Gắm đội nón lá và khăn che như đi làm ruộng. Khuôn mặt vẫn còn sưng húp. Dù đã che kín, nhưng cô chỉ cúi xuống mà đi, vì sợ có ai trông thấy. Ấy thế mà cũng có người nhận ra. Họ tụm lại, chỉ trỏ trỏ. Tới nơi, thấy ông Xu Gia ngồi uống nước bên cái bàn tre ngoài hiên. Ông Quế nói lớn. Ha, may quá, anh chị Xu có ở nhà. Ông Cảnh nghe tiếng gọi, liền đi ra mở cổng. Lướt mắt nhìn thoáng qua con gái mà nóng bừng hết bên tai. Ông ráng dằn xuống cảm xúc mà mở lời. Mời anh Xu vô nhà uống miếng nước. Ông Quế đi vô, đặt cái giỏ xuống, rồi lấy từng thứ đặt lên cái nóc tủ ly của nhà Gắm. Ông Cảnh vội tới gần. Anh Xu sang chơi là quý hóa rồi, còn mang chị nhiều đồ như thế này. Làm vậy tôi ngại lắm. Trước là tôi sang thăm anh chị, sau là có việc muốn nói. Anh mời chị hai lên đi, để tôi thưa chuyện. Ông Cảnh quay sang nhìn con gái và Lân ngồi ở chõng tre mà thở dài. Lúc này bà Cảnh từ gian bếp đi lên. Thấy mẹ là Gắm muốn chạy đến ôm lấy để khóc cho thỏa lòng. Cô mệt mỏi với cuộc sống này quá rồi. Nhấp miếng nước, ông Quế mới ngập ngừng nói. Con dại cái mặn.
Mong anh chị nể tình nghĩa chúng ta bao lâu nay mà bỏ lỗi cho tôi. Tôi không dạy được con. Tôi nghe người làng nói, nhưng mà không làm sao tin cho được. Bây giờ nhìn thấy con Gấm, tôi đau xót quá anh à. Ông Cảnh quay sang nói với Lân: Con Gấm nói sai ở đâu, con về con nói lại với bà, bà sẽ dạy lại nó. Chứ đến bà mẹ đây cũng chưa bao giờ đánh nó một rồi. Vợ chồng sống chung là lựa lời bảo ban nhau chứ, hà cớ gì mà phải dùng tay dùng chân. Lần cúi gầm xuống, anh ta run giọng nói: Con xin lỗi, xin ba mẹ cho con cơ hội sửa sai, con hứa sẽ không có lần sau nữa. Lần này ba mẹ cho qua, về rồi bảo ban nhau mà làm ăn, còn chăm sóc tụi nhỏ nữa. Ông Quế thở phù ra sau khi nghe bên xui gia nói mà vội đỡ lời: Cảm ơn anh chị xui đã tha lỗi cho thằng Lân. Tôi cũng xin hứa sẽ không có lần nào như thế nữa. Tôi lấy danh dự của mình ra mà hứa. Thôi, nó biết lỗi mà sửa là tốt rồi. Anh nói như vậy thì vợ chồng tôi an tâm rồi. Con Gấm nó chưa phải ở đâu đó, mong mình chỉ bảo giùm cho. Hai bên xui gia bắt tay nhau bỏ qua lỗi lầm cho đôi trẻ. Một lát sau đó, ông Quế xin phép ra về. Ngó tới không thấy Lần đâu, bèn cất tiếng gọi: Lần à, về với ba còn sang bên làng đại nữa, để con Gắm ở chơi vài bữa đi. Con muốn ở đây. Trời đất ơi, khi ở nhà ba đã nói rồi mà, mày không chịu nghe hay sao? Gượng đứng dậy, Lần nhấc tay Gắm lên rồi căn dặn: Cô Linh của bà nội trong chừng, tối anh sang trước nha. Đợi cho Lân về rồi, Gắm mới theo bà Cảnh xuống gian bếp. Cô ôm lấy mẹ mà khóc, khiến cho bà cũng khóc theo. Bao nhiêu dồn nén làm cho Gắm không cầm được lòng mình. Bà ôm con vào lòng mà vỗ về: Thôi bây mệt rồi, hãy cứ ở trong vòng tay của mẹ mà ngủ một giấc đi con. Khi nào thức dậy mọi thứ sẽ ổn thôi. Gắm cũng đã thiếp đi từ khi nào thì chợt bên tai bỗng vang lên giọng nói: Học nhàn bạc mệnh, chỉ có ngủ mãi mãi mới không khổ đau mà thôi. Giọng nói ấy cứ vang vọng lặp đi lặp lại mãi thôi. Cảm nhận ra hôm bữa cô gả về cho Lân, cô cũng nghe thấy. Nhưng là ai và tại sao nói những điều đó với cô? Thấp thoáng với hình ảnh hai khuôn mặt trắng bạch hiện hữu, vẫn là những lời nói qua lại khiến cho Gắm khó chịu quá. Cô chới với tay vào trong không trung, nghẹn cứng nơi cổ họng, khiến cho bà Cảnh ôm chặt lấy con gái mà nước mắt lưng tròng, nghĩ rằng cô bị ám ảnh bởi hành động vũ phu của Lân. Trở mình dậy sau giấc ngủ trong vòng tay của mẹ, cảm giác dễ chịu hơn một chút. Gắm khẽ vuốt mái tóc, cũng là lúc bên ngoài có tiếng mở cổng. Giật mình, cô nhìn ra mà run rẩy trong tâm trí. May đẩy cổng tre đi vô chào bà Cảnh. Cô bồng nhỏ Thư trên tay mà gấp gáp nói: Chiều qua thấy người ta đồn, lúc nãy ta tính sang hỏi dì Cảnh rồi thì gặp ông Quế với lão Lân. Sao khổ vậy mày? Lân ghen. Ghen thì ghen cũng phải đúng chỗ chứ. Như này mày còn khổ dài dài nữa. Hay là ly hôn đi, làng bên cũng có người ly dị rồi đó. Gắm lắc đầu: Tao còn cô Linh mà, với lại tao đang có bầu nữa. Trời ơi, biết lão như thế mà còn để cho có bầu. Thế mày bảo tao phải làm sao? Không cho thì lão để tao yên ổn sao? Bà Cảnh nghe nhắc tới chữ ly hôn liền bước lại, đưa tay ẵm bé Thư mà nghiêm giọng nói: Không có được ly hôn, có chồng rồi thì phải theo chồng, mọi chuyện đều có cách giải quyết hết, tuyệt đối không được phép
dù là nói thôi cũng không được nói đến nè. Mày quay sang nói với bà Cảnh. Xã hội dần đổi mới rồi, mọi người sẽ không còn định kiến đâu gì hai à. Có bộ dạng của gắm như thế này á, con e có ngày anh Lân sẽ hại nó đó. Hay ho vì cái việc bỏ chồng, mang tài mang tiếng, sống nhục nhã còn hơn là chui xuống đất. Thôi hai đứa đừng có nói tới chuyện này nữa. Bà Cảnh dứt lời, tay ẵm theo con gái út, tay mang cái rổ đi ra vườn. Mày nhìn theo mà thở dài thành tiếng. Gắm vội kéo tay. Anh Lân hứa với ba mẹ sẽ thay đổi rồi, chắc không sao đâu. Cho khi nào mày cưới? Tao chưa đâu, cưới là tao báo liền. Rồi giờ mày tính sao? Tính gì nữa mày ơi, bầu rồi thì lo sinh, với lo việc của nhà chồng. Mày gật đầu. Chỉ cầu mong cho lão Lân thay đổi mà đối tốt với mày. Nhưng mà với tính nết của lão thì tao lo lắm. Anh Quỳnh cứ hỏi thăm mày suốt à, anh còn nặng tình với mày lắm. Rồi anh sẽ quên tao thôi. Còn về Lân, tao tin anh sẽ thay đổi. Có ba chồng có nói chuyện với ba tao rồi mà. Dù gì tao vẫn cứ thấy lo lo sao đó. Anh Quỳnh thì nghe nói có mấy người làm mai rồi nhưng mà không ưng ai. Ngồi đợi tao, tao về nhà lấy hộp dầu nóng, sức vô vài bữa là hết à. Sau hôm ấy, ông Quế đột ngột trở bệnh nằm một chỗ. Mọi việc chăm sóc, bà Quế và Lân đều đùn đẩy cho Gắm làm hết. Nay biết hai mẹ con Lân ra ngoài, ông Quế gắng gượng nói với Gắm. Ba biết bệnh tình của ba. Nếu mai này ba đi mất rồi, ba ấy với thằng Lân sẽ làm khó cho con. Ba xin lỗi vì không giữ được lời hứa với anh Xui. Gắm nghẹn ngào, cô gục xuống tay ba chồng. Ba mẹ với anh Lân rất tốt với con, ba đừng nghĩ nhiều, ráng uống thuốc cho khỏe lại thôi ba. Ai rồi cũng phải chết đi, đó là quy luật của sinh lão bệnh tử. Nếu như ngày đó có xảy ra, bà cho phép con ly hôn. Bà đừng nói như vậy mà. Từ khi được gả đi, con đã mãi là dâu con của nhà họ Phùng rồi. Bà biết con vì lời hôn ước năm xưa mà nghe theo lời của anh Xui. Đây có lẽ là lần cuối cùng bà nói với con. Dù có bất kỳ chuyện gì đi chăng nữa, dù không ly hôn cũng không được, tự dẫn nghe Gắm. Hứa với bà đi. Dạ, con hứa. Gắm òa khóc nức nở. Còn ông Quế giờ đây đã được an lòng, vì ít ra cũng nói ra được những gì mình muốn nói. Sau cái lần nói lời trăn trối đó vài bữa là ông Quế qua đời. Ông Cảnh làm nhà đoàn, cho nên nhận lo việc hậu sự cho người anh em kết giao. Nhìn bà Xui khóc trong nỗi tiếc thương vô bờ, ông Cảnh bắt đầu thấy lo cho tương lai của con gái. Xong đám tang, nhà đã ít người, nay lại càng vắng vẻ hơn. Gắm bận bịu trong quần quay lo việc nhà, việc đồng án, rồi bên hợp tác xã, và luôn dè chừng cái tính ghen của chồng nữa. Không biết Lân đã sửa đổi được hay là do cô không có gặp gỡ ai, nên anh ta không còn như trước quan tâm lo lắng và phụ giúp Gắm rất là nhiều. Điều này đã khiến cho cô có tình yêu với Lân nhiều hơn. Bởi thế nên đứa thứ hai Gắm sinh ra giống Lân như hai giọt nước. Bà Quế gọi thằng cháu là Cu Long. Hết ở cử, Gắm lại gửi Cu Long cho bà Cảnh chăm. Hợp tác xã đang đi vào thay đổi mô hình sản xuất, cho nên cũng rất bận rộn. Từ khi ông Quế mất đi, Lân hàng ngày đi thả chài, rồi đang túng đang mệt. Chỗ cửa hàng ngày trước cấm không cho Gắm buôn bán, nay đã mở bán trở lại. Bà Quế đang cạo tóc phơi ở sân, chợt thấy cô Hòa đứng ở ngoài cổng ngó nghiêng, liền đánh tiếng. Cô Hòa đó hả? Có gì sao không vào trong đi cô?
Em đang ngó xem Gấm có nhà hay không. Bộ cháu nó đi vắng hả chị? À, cô vào nhà đã. Mà tìm nó có việc gì? Em đi ngang, tiện thể vào báo á, là chuẩn bị hợp về lai giống mới. Trên đội có chỉ tiêu rồi. À vậy hả cô. Vừa lúc Gấm và Lân về tới, cô Hòa liền tiếp lời. Nè, cô đi qua nhắc hợp lai giống mới. Trên đội cử người về hướng dẫn đó. Con nhớ tới để con biết kỹ thuật, về phổ biến lại cho bà con nha. Dạ, bữa đó con đến sớm. Cô Hòa gật đầu, rồi quay người chào bà Quế mà ra về. Lân không nói gì, nhưng trong bụng cũng không muốn cho Gấm đến chỗ đông người. Còn Gấm thì cũng sợ, sợ lại bẻ mặt như hôm bữa với mẹ con cô Dân. Tối ấy cơm nước xong, Lân đi xuống nhà dưới đợi Gấm. Thấy thái độ khi nãy là cô biết có chuyện rồi. Vừa mở cửa đi vô, giọng của Lân đã cất lên. Hợp tác xã không còn ai hay sao? Mà cô Hòa tới tìm em gì? Có lẽ cô nhắc tới để có nhiều người nghe. Nhưng mà một hai người lỡ quên á, thì biết hỏi ai? Trên đội họ chỉ xuống hướng dẫn có một lần à. Gấm đi thì nhớ lời anh nghe. Gấm bước lại cái bên Lân, nắm lấy tay anh rồi nói. Trong lòng em bây giờ chỉ có mình anh thôi. Mong rằng chúng ta có niềm tin ở nhau. Gấm đối như vậy là Gấm đã yêu anh rồi đúng không? Gấm gật đầu rồi chủ động ôm lấy Lân. Đây là lần đầu tiên cô làm như vậy. Hạnh phúc chẳng phải là lấy người yêu mình hay sao? Mọi lỗi lầm của Lân cũng vì quá yêu cô mới thành ra như thế. Gấm không trách Lân bất cứ điều gì. Chị Na nói đúng, lấy nhau về rồi cô cũng sẽ yêu thôi. Sáng đến hợp tác xã rất đông người. Trên đội cử cán bộ xuống, mang cả cây giống hướng dẫn. Cô Hòa đưa Gấm qua bên có mấy người đang đứng, rồi cất giọng. Con về nhóm anh Bình nha Gấm. Rồi cô đi sang nhóm kế bên. Đúng là cán bộ có khác, ăn mặc tinh tươm lịch sự. Gấm vừa bỏ nón lá xuống mà chào. Dạ tôi là Gấm, mong cán bộ giúp đỡ cho bà con chúng tôi. Còn tôi tên Bình. Bây giờ mọi người theo tôi ra thực hành cho dễ hiểu nghe. Anh Bình dứt lời rồi bước lên trên, lúc này đi song song với Gấm. Mấy cô phía sau vừa đi vừa nói. Giống lúa mới này á, vừa mẩy hạt lại ngon nữa. Nếu như mà làm đúng quy trình thì sản lượng sẽ đạt yêu cầu, có khi còn hơn nữa. Mong là cán bộ hướng dẫn cho chúng tôi đạt chỉ tiêu sản lượng là vui rồi. Chợt có tiếng của ai đó ngoảnh lại đùa giỡn. Cán bộ Bình với cháu Gấm á, người đều dong dỏng cao, đẹp đôi quá ha. Gấm giật thoát mình và vội xua tay. Dạ, cháu có chồng với lại hai đứa con rồi, sao lại ví như thế được chứ ạ? Các cô giỡn cho có tiếng cười đó mà. Cả làng ai chẳng biết cháu là vợ thằng Lân ghen. Cán bộ Bình có vẻ không tin, liền hỏi Gấm. Gấm có chồng rồi sao? Dạ. Sau câu trả lời, Bình không hỏi gì thêm. Gấm và mấy cô trong nhóm cùng với mọi người ra ngoài cánh đồng. Tất cả chú ý tập trung xem hướng dẫn về cây giống. Lấy cái bản vẽ ra, Bình nói. Gấm định giữ giúp tôi cái bản, tôi vẽ cho các cô dễ hiểu. Như có ma xui quỷ khiến, khi Gấm vừa mới giữ lấy bản vẽ thì Lân xuất hiện. Anh ta quát tháo khiến cho Gấm giật mình đánh rơi cả cái bản đang giữ. Bình thấy vậy liền nhặt lên đưa vào tay cô. Nhưng Lân đã lao vào đánh Bình tới tấp, nắm cả cổ chiếc áo trắng trên người anh ta mà hét lên. Mày dám cầm tay bội tao sao? Anh là... Lân giận dữ đá liên tiếp vô bụng vô ngực của Bình. Mọi người nhốn nháo muốn lao vào can ra. Gấm vội níu lấy áo Lân. Đây là hợp tác xã, anh đừng có làm như vậy mà. Lân ngừng đấm đá, anh ta quay người sang túm tóc Gấm rồi hét lớn. Mày có phải là đĩ hay không? Có chồng rồi mà còn để cho trai đâm tay sao? Anh à, chỗ đông người, có gì về nhà chúng ta nói chuyện. Anh Bình đây là cán bộ trên đội cử xuống mà. Lân không trả lời, không biết vớ được ở đâu cái kéo mà tức tốc cầm lấy cắt đi mái tóc dài của Gấm. Cô kêu khóc mà cầu xin.
Anh Lân ơi, anh đừng làm vậy mà anh Lân. Cô Hòa hốt hoảng chạy tới, gấp gáp la lên. Trời đất ơi, dừng lại. Đây là hợp tác xã, anh Bình là cán bộ nhà nước, bây mà làm liều, cô báo dân quân liền đó. Báo dân quân đi, tôi chở tới hỏi cán bộ nắm tay vợ tôi thì phạm tội gì? Lân quơ kéo xung quanh, làm cho tất cả đều sợ hãi. Không ai dám vào can ngăn, đành để mặc cho anh ta cắt tóc của Gấm. Gấm khóc đến tủi nhục, không còn dám nhìn mặt ai nữa. Lấy sợi dây thừng có sẵn trong người, Lân trói cả người và tay của Gấm lại, rồi dắt trở về. Nhục nhã ê chệ, cô không dám ngước mặt lên nhìn ai. Mái tóc dài của cô bây giờ là một đống nham nhở. Không chịu nổi uất nghẹn, Gấm ngửa mặt lên trời mà than. Ông trời ơi ông trời, tại sao ông lại đối xử với con như vậy? Tại sao chứ? Lân cuộn sợi dây thừng khác buộc vào người cô, anh ta gào lên. Mày có im đi không con nỉ? Đau đớn đến tận cùng, Gấm ngừng khóc. Nơi ngực trái nhói đau không cảm xúc. Cô biết trái tim mình từ bây giờ đã chết rồi. Trên đường làng, phía ngược chiều có một chú chạy tới. Đó là chú Thắng. Chú dừng xe nói với Lân. Nè cháu ơi, mày làm như vậy là không có được. Thời đại nào rồi mà còn hành hạ nhau như thế? Con người chứ có phải con vật đâu. Lân trợn mắt lên. Việc của ông hay sao mà tham gia vô? Nói xong, Lân quay sang bục Gấm thêm mấy cái nữa. Cô quỵ xuống. Lân vẫn nhẫn tâm kéo lê cô đi. Chiếc dép trượt khỏi khiến cho chân cô bật máu ra. Ông chú đi đường lắc đầu rồi cũng bỏ đi. Cùng lúc có mấy thanh niên đi thả chài về, thấy vậy vội chạy đến. Làm thằng đàn ông sức dài dài rộng, sức bằng mấy con trâu, mà lại hèn hạ đi đánh phụ nữ hả mày? Việc của nhà tao liên quan gì tới mày? Không có liên quan, nhưng mà tụi tao kêu mày gỡ dây trói ra liền ngay bây giờ. Đàn ông đánh phụ nữ là đồ hèn. Lân khẩn lại, nhưng nhanh chóng lấy cây kéo vơ lên dọa nạt. Một trong mấy thanh niên kia liền lấy dao liềm dùng để cắt cỏ ra. Mày không gỡ về tao chém chết đó. Lân xanh mặt, anh ta bỏ cái kéo và gỡ dây cho Gấm. Cái kéo bị đá văng sang rìa ruộng. Cô đứng không vững, đôi chân quỵ xuống. Cô cảm nhận như mình ngã vào một người nào đó với một giọng nói rất quen thuộc. Gấm. Gượng nhìn lên, Gấm khẽ nói. Anh Quỳnh, tại sao lại ra nông nỗi này hả Gấm? Quỳnh chua xót nhìn người mình yêu trong đau đớn tủi nhục. Anh cuống cuồng nhìn xung quanh kêu cúng. Con nhà ông Cảnh đó, mọi người giúp tôi đưa con về với. Nhận ra Quỳnh, Lân nổi cơn ghen, mặt mày đỏ bừng lên tính lao đến đấm đá. Nhưng kịp lúc đám thanh niên kia ngăn lại, khiến cho Lân như một con thú hung dữ, trừng mắt mà nói. Còn Gấm là vợ tao, tao có quyền đưa nó gì? Vợ mày hả? Vợ mày mà mày trói kéo dắt như trâu bò vậy? Vợ cái gì? Để anh Quỳnh đưa con về. Mày còn làm tới là tụi tao đi báo chính quyền đó. Nghe đám thanh niên nói, Lân bước lùi lại, mà hằng học chân đá mạnh xuống đường. Anh ta chỉ tay về phía Gấm. Cái loại đĩ điếm lăng loạn, về nhà mày chết với tao. Rồi Lân tức giận bỏ đi. Quỳnh lại gần mấy nhà gần đó, hỏi mượn xe bò, nhưng không có ai có, vì tầm giờ này mọi người đi ra đồng hết cả rồi. Đám thanh niên vội nói. Anh ráng cộng cổ đi, có tụi tôi đi cùng, hắn không dám làm gì đâu. Cái thằng hèn hạ, đánh vỡ trí quyền thối. Quỳnh lấy từ trên đầu mình cái nón đưa cho Gấm, dìu cô lên lưng cổng về, mà trong lòng đau như ai cầm dao cứa vào. Thở dài, Quỳnh buông giọng thật khẽ. Khổ cho em quá. Quý thính giả vừa nghe xong tập 3 của Lệ Làng Khổ Ải, tác giả Trần Thu Huyền. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 4 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.